Gia đình đi du lịch xuống thành phố Tampa, Florida chơi ít ngày xong rồi cái bay qua bên bang Virginia thăm đứa con trai. Đó, cái xe nó mới đứa con nó mới đi đó, nó lần đầu tiên á. Nó mướn cái xe đó đó. Mình đi vài bước vậy đó là nó có một cái chiếc nó đậu. Cái mình lấy cái phone á, mình scan nó vô cái RQ barcode á, cái nó hiện lên cái website, cái app á. Lúc trước á thì ở bên Boston nó cho mướn 1.000 đồng, còn ở đây mình không biết nó cho mướn nhiêu. Mình thanh toán xong xuôi á là bắt đầu tự động là mình chạy được à. Nó mở ra cho mình chạy, tại vì mỗi một cái xe đó nó có một cái ký hiệu, có một cái mã số đó. Dẫn con của mình đi đây đi đó để mình giáo dục cho nó, giáo dục mà mình không có cần phải dùng cái lời để mình dạy dỗ nó. Nó đi rồi nó nhìn cái môi trường là tự cái bộ não của nó nhận thức ra. Có điều kiện đó mình con đi trước đi, con đâu có chờ cha với mẹ đâu. Nó cho mướn một một ngày mấy đồng không biết à? Ở bên Boston nó cho mướn 1.000 đồng. Con đi đi đâu có chờ đâu, muốn làm gì làm nó đi, rồi cha với mẹ từ từ đi bộ sao. You keep going, don't have to wait for us. Mới hỏi nó mướn cái xe đó bao nhiêu, nó không có, nó nói nó không biết, nhưng mà nó nghĩ một, nó tính theo giờ với vài chục xu và vài chục sen nè, không có nhiều, nó nói không có nhiều tiền. Mà trước khi nó đi á, quên dặn nó cái bóp của nó tụi trẻ đó, nó thờ ơ lắm, nó không có kỹ lưỡng, mặc cái quần mà kiểu như quần thể thao á, cái túi á, nó cạn, hay tối ngày hay bị lạc thắt lạc bóp chỗ này chỗ kia, chìa phá xe đồ vậy đó. Có lần đi chơi với thằng anh ruột của nó bị mắc cái kiến. Đi lên mà mấy cái trò chơi mà lên mấy cái máy mà nó đưa lên trên cao, mà ở tiếng Mỹ nó gọi là push garden đó, nó vô cho đó đó, lên những cái trò chơi mà nó có cái cần cẩu nó quay quay rồi nó chạy, nhiều khi nó chạy giống như xe lửa, nó lộn tới lộn lui vậy đó. Cái nó bị lọt cái kiến cận của nó. Khu vực này nó tên là River Walk, là cái chỗ mà để cho mình đi tản bộ tập thể dục thôi, rồi mình ngắm cảnh. Mà cái đặc biệt á, là nó là cái con sông, người kiến trúc sư á, người ta không có dùng cái đường để làm đi bộ, người ta đặt một cái cầu này nó nằm ở trên cái con sông, như các bạn nhìn nè đó, hai bên là nước không à. Nó đặc biệt là cái chỗ đó đó, không có cần ở trên kia có đất đó. Nếu mà mình có con sông á, mình lấy một cái phỉnh đầu mình xây móng, xây nâng nó lên làm cái cầu đó, thành cái con đường nè đó. Mình đi hiện tại trời rất là mát, thoải mái lắm, giống như là ở bên Việt Nam, mà giống như cái thời tiết mà Tết ở bên Việt Nam á, đó nó y chang vậy đó, rất là mát mẻ, thoải mái lắm. Ai mà ở trong nhà mà nực nội quạo quọ hay cái gì đó, ra đây á, hít thở đi vài bước là sảng khoái lắm.